Xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Để Bác Sĩ Lo, nơi lắng nghe những thông tin, những kiến thức y khoa từ những bác sĩ chuyên khoa uy tín để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình. Thưa quý vị, khi thời tiết giao mùa là lúc chúng ta rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là những bệnh do virus gây ra, và trong đó có cúm mùa. Cúm mùa là một căn bệnh phổ biến cho nên nhiều người sẽ thường xem nhẹ căn bệnh này và nghĩ rằng căn bệnh này không nguy hiểm. Nhưng thực tế cho thấy thì có những người mắc cúm mùa ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình. Và theo những thống kê thì có rất nhiều những chuyên khoa hô hấp tại các bệnh viện xảy ra tình trạng quá tải vào một số thời điểm trong năm bởi cúm mùa xuất hiện quá nhiều. Cho nên đây thực sự là một căn bệnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Và đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay của chương trình Để Bác Sĩ Lo. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lý cúm mùa, cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Ngọc Chi, chào quý vị khán giả. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề liên quan tới cúm mùa, cách thức phòng bệnh cũng như là điều trị bệnh. Thường khi mà chúng ta nghe nhắc đến cúm mùa, cảm cúm thì chúng ta luôn nghĩ nó là mùa. Vậy bác sĩ có thể giúp cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn cúm mùa là bệnh lý như thế nào và chúng ta phân biệt có những loại cúm mùa nào ạ? Thực ra đó, cảm cúm và cúm mùa về bản chất nó cũng là một số loại virus thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta quan tâm nhiều hơn cúm mùa, tức là nó sẽ diễn tiến theo mùa và nó sẽ thay đổi cái chủng của nó hàng năm. Người ta trên thế giới đó có một cái đơn vị người ta sẽ điều tra và dự đoán xem coi năm đó là cái chủng cúm mùa nào là nó gây hại cho người đó nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ cố gắng tập trung người ta phòng cái chủng đó. Thì cúm nó phân thành 3 loại. Đầu tiên là chủng E. Thì chúng ta rất là quen với những cái loại như là H1N1, đúng không? A thường xuyên. Rồi thứ hai là chủng tiếp B. Tiếp B thì nó nhẹ nhàng hơn. Và thứ ba là chủng tiếp C. Thì tiếp C là thường xuyên gây ra cái tình trạng mà cảm cúm mà chúng ta hay biết. Thì thường bệnh nó khá là nhẹ nhàng. Chúng ta rất là lo ngại tới những cái loại cúm mà chủng là tiếp A. Thì thường bệnh nó sẽ là nặng nề. Và nếu chúng ta không có dự báo trước và chúng ta sẽ không có kế hoạch mà dự phòng đó, thì nó sẽ gây ra nặng nề cho cái dịch cúm vào năm đó, cho tất cả các nước trên thế giới. Như chúng ta biết thì cúm mùa là sẽ do virus gây ra, đúng không ạ? Vậy thì những nguyên nhân nào mà chúng ta mắc những cái loại virus này và con đường lây lan của virus cụ thể là như thế nào ạ? Cúm á, thì một cái tác nhân mà rất là quen thuộc của chúng ta đó là Covid-19. Thì tất cả chúng ta đều vừa qua một cái giai đoạn rất là khủng hoảng của Covid-19. Thì bản thân con Covid-19 á, nó cũng là một loại virus. Thì khi mà nó gây bệnh á, nó cũng giống như là cúm mùa. Tuy nhiên chúng ta chưa có hiểu được nó nhiều như những loại cúm mùa mà chúng ta được dự đoán hàng năm. Thì về cái phương thức mà lây nhiễm á, nó cũng giống như là Covid-19, tức là thông qua việc tiếp xúc. Và khi chúng ta nói chuyện, chúng ta hắt hơi, thì những giọt bắn từ cái miệng, từ mũi chúng ta, nó theo không khí, nó đi ra ngoài. Có thể nó tiếp xúc trực tiếp với người nào đó, người ta có thể hít vào, hoặc là người đó chạm vào những cái vị trí mà những giọt bắn nó đưa ra. Ví dụ như trên bàn, trên ghế, tại nắm cửa. Và sau đó chúng ta chạm vào mắt, mũi, miệng. Thì đó là con đường trực tiếp những cái virus này đi vào cơ thể. Thường khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu như là ho, hắt hơi, chảy nước mũi hay là bị sốt á, thì mọi người hay nói à chắc bị cảm rồi, có khi bị cảm cúm rồi. Thì đâu sẽ là những cái dấu hiệu cơ bản để mình nhận biết được cúm mùa ạ? Thì cái chữ mà cảm đó là nó là một cái từ mình nói chung. Tức là khi cơ thể chúng ta cảm thấy không được khỏe, thì có thể tác nhân của nó là do virus nó gây ra, hoặc là do một cái tác nhân nào khác. Ví dụ như một người bị viêm mũi dị ứng, hoặc là một người đó đang trong một cái tình trạng không khỏe ở cơ thể mà gặp một cái tác nhân không tốt, ví dụ đi trời mưa, trời nắng nóng, hoặc là làm việc quá sức, thì người đó cũng bị cảm. Thì cơ thể chúng ta sẽ có những cái triệu chứng, ví dụ như là hắt hơi, chảy mũi, mỏi cơ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhiễm cúm mùa thì nó sẽ nặng nề hơn. Tức là chúng ta có thể bị sốt, cái việc mỏi cơ của chúng ta có thể nó nhiều hơn so với là chúng ta bị cảm thông thường. Và chúng ta sẽ có nguy cơ chúng ta lây nhiễm cho những người khác thông qua những cái tiếp xúc trực tiếp, nói chuyện, làm cho những cái giọt bắn từ miệng, từ mũi chúng ta đó tiếp xúc với những người đó, thì khi đó thì bệnh nó lan truyền những người khác. Nó có một cái điều kiện nữa, đó là khi cơ thể chúng ta không khỏe, tức là bình thường sức đề kháng của chúng ta tốt thì chúng ta có thể vượt qua bệnh đó, hoặc là chúng ta đã từng tiếp xúc nó trước đây rồi chúng ta có sức đề kháng. Còn nếu chúng ta không khỏe, đặc biệt là những giai đoạn là giao mùa, hoặc là chúng ta làm việc stress áp lực quá, thì khi đó virus dễ vào cơ thể thì chúng ta dễ mắc bệnh cúm mùa hơn những người khác. Hoặc là chúng ta thuộc những cái đối tượng mà có sức đề kháng kém, ví dụ như trẻ em, ví dụ người cao tuổi, hoặc là những người có nhiều bệnh lý nền, thì cái khả năng mắc bệnh của chúng ta nhiều hơn. Đó là lý do chúng ta cần phải chú ý phân biệt được cảm cúm và cúm mùa. Hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau là như vậy. Vậy để điều trị cúm mùa chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào ạ? Thực ra đó, cúm mùa là một loại virus, thì nếu mà cơ thể chúng ta khỏe thì nó hoàn toàn có thể đẩy lùi bệnh trong vòng khoảng từ 7 ngày.
Tuy nhiên nếu mà cơ thể chúng ta đang trong tình trạng không ổn định, có bệnh lý nền, hoặc là cái sức đề kháng của chúng ta kém, hoặc là chúng ta bị suy giảm miễn dịch, thì cái việc đó nó sẽ chậm trễ hơn. Và chúng ta không chỉ đơn thuần là điều trị triệu chứng, ví dụ như là sốt thì chúng ta hạ sốt, chúng ta bị nóng quá chúng ta mất điện giải theo đường mồ hôi hoặc là nước tiểu thì chúng ta bù điện giải, chúng ta mỏi cơ thì chúng ta tăng sức đề kháng, thì nó có những cái biến chứng hoặc là trường hợp nặng nề hơn. Ví dụ như một số cái chủng khác của cúm mùa có thể gây ra tăng đông máu, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái nguy cơ chúng ta bị bệnh lý về tim mạch, thuyên tắc phổi, hoặc là bị bệnh về hô hấp nặng nề hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ phải trị những cái triệu chứng đó, hoặc là chúng ta dự phòng những cái biến chứng nặng nề hơn đó. Còn về nguyên tắc thông thường thì chúng ta chỉ cần nâng cao sức đề kháng, điều trị triệu chứng nếu có, thì từ từ chúng ta sẽ vượt qua được đó. Nếu mà chúng ta may mắn nó không có đột phá lên có tình trạng nặng hơn, hoặc là chúng ta không có những bệnh lý nền. Trong những trường hợp mà không may mắn cúm mùa diễn tiến nặng và chúng ta buộc phải nhập viện thì khi đó chúng ta sẽ được điều trị như thế nào ạ? Một cái minh chứng mà chúng ta thấy rõ nhất á, là trong giai đoạn Covid-19. Thì Covid-19 như anh có chia sẻ đó, thì nó cũng là một loại virus, nó cũng là một loại cúm. Thì khi mà chúng ta nhiễm cái loại Covid-19 thì chúng ta nhập viện, chúng ta thấy trên TV báo đài nó rất là nhiều rồi ha. Nhưng người đó sẽ bị suy hô hấp nè, nhưng người đó sẽ cần phải sử dụng máy thở nè. Các trường hợp người đó bị tan máu, hoặc là những người trường hợp người đó có bị huyết khối làm cho bị thuyên tắc phổi, người khó thở. Và đặc biệt đối với những cái đối tượng á, mà cái sức đề kháng hoặc là có bệnh lý nền á, thì nó sẽ dễ diễn tiến tới những trường hợp nặng. Và đặc biệt mình lo ngại nhất ở người lớn á, đó là bị viêm phổi. Thì khi chúng ta bị nhiễm cúm mùa đó thì cái sức đề kháng của ta giảm đi rất nhiều, thì khi đó là cái cơ hội để những loại vi khuẩn khác nó đi vào, nó gây ra tình trạng viêm phổi nó nặng nề hơn. Và chắc chắn khi viêm phổi thì chúng ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để điều trị, công sức để điều trị, các loại máy móc ở trong trang thiết bị của bệnh viện cũng sẽ phải huy động để hỗ trợ chúng ta. Ví dụ như khó thở quá thì chúng ta phải làm những thủ thuật nâng cao để đặt những cái ống vào cơ thể, người ta gọi là nội khí quản, hoặc là chúng ta cần phải sử dụng máy để hỗ trợ hô hấp cho những người đó. Còn đối với trẻ em á, thì ngoài cái việc viêm phổi ra đó, nó sẽ còn diễn tiến có thể nặng nề hơn, ví dụ như là bị dẫn đến bị viêm não, nó cũng có thể là một trường hợp. Hoặc là thông thường thôi, nó sẽ tiến triển thành viêm tai, và chúng ta cũng sẽ phải lưu ý trong cái trường hợp và nhiễm cúm mùa xong á, nó bội nhiễm với con vi khuẩn phế cầu, nó gây tình trạng viêm tai ở trẻ em, nó cũng rất là nguy hiểm. Nên do đó ở cả người lớn hay trẻ em, thì nếu mà chúng ta không có hiểu biết về cái chủng cúm đó, và xác suất chúng ta sẽ hình thành cái chủng cúm mới trong tương lai, mà nếu mình không có tiêm ngừa để tạo thành kháng thể đó, thì chúng ta sẽ phải bị ảnh hưởng rất nhiều. Và không ai mong muốn sẽ có một con Covid-19 trong tương lai nữa. Thì khi đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái thảm họa kinh khủng trên toàn thế giới. Nên do đó cái việc tiêm ngừa cúm mùa và có một cái thái độ tốt để chúng ta phòng ngừa cúm mùa sẽ là một cái động thái tốt để chuẩn bị cho tương lai chúng ta đỡ phải trước mặt của gánh nặng. Bởi vì là có những người không chữa cũng tự khỏi, cho nên mọi người chủ quan, và có những người họ không đến thăm khám khi mà có những cái triệu chứng bất thường á, dẫn đến nguy cơ tử vong luôn. Thì bác sĩ có những cái dấu hiệu nào cho mọi người nhận biết được là cái tình trạng của mình đang trở nặng và có nguy cơ gặp phải biến chứng để mình đến ngay các cơ sở y tế không ạ? Đúng rồi, Ngọc Nhi nói rất là chính xác về cái việc mà nó có thể tự hết. Đó là lý do đa số chúng ta, rất là nhiều người chúng ta hơi xem thường chút xíu. Tại vì khi mà chúng ta nhiễm á, đôi lúc là chúng ta đang trong cái trạng thái rất là khỏe mạnh, chúng ta chỉ nhiễm một cách rất là nhẹ nhàng, chỉ hắt hơi sổ mũi chút xíu, hoặc là hơi nóng chút xíu, và sau đó 1-2 ngày chúng ta hết. Có những người hơi dài hơn chút xíu là hết, chúng ta không có can thiệp y tế. Đa số là như vậy, nhưng mà sẽ có những trường hợp nó bị nặng nề hơn. Và do cái bệnh này nó quá phổ biến nên thành ra cái số lượng ít đó nó cũng là khá là nhiều. Thì dấu hiệu thường chúng ta sẽ thấy đó là gì? Chúng ta sẽ bệnh nặng hơn những người khác. Ví dụ chúng ta sốt cao hơn nè, chúng ta kèm lạnh run nhiều, chúng ta có những cái triệu chứng khác như mệt mỏi ở ngoài nhiều hơn so với những người khác. Người ta chỉ đau mỏi cơ thì chúng ta bị mệt mỏi rất nhiều, ta không di chuyển được. Hoặc là cái nơi mà chúng ta đến á, nó đang có một cái nguy cơ nhiễm cái chủng cúm đó rất là mạnh. Một cái vùng mà chúng ta đến á, người của vùng đó đang có một cái dịch của cúm. Hoặc là chúng ta đang ở trong bệnh viện mà trong khoa phòng mà chúng ta đang ở đó, nó đang bùng lên một cái dịch cúm mùa. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ phải hết sức lưu ý. Tại vì khi mà càng nhiều người bệnh thì cái khả năng cái người đó bị nặng nó sẽ cao hơn cái trường hợp lẻ tẻ xuất hiện. Đó là những cái chúng ta sẽ phải lưu ý khi mà chúng ta nhiễm cúm mùa. Ở Việt Nam của mình thì không phổ biến, nhưng mà ở nước ngoài thì họ sẽ tiêm vaccine hàng năm luôn để phòng ngừa cúm mùa. Vậy thì vai trò của vaccine như thế nào trong việc phòng chống cúm mùa, và chúng ta nên tiêm khoảng bao lâu một lần ạ? Cái vaccine cúm mùa nó ở Việt Nam đó cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên do cái việc tiếp cận y tế của Việt Nam chúng ta hiện tại cũng chưa quá nhiều, nên chúng ta chưa có biết. Ngoài ra đó, là cái thời tiết của chúng ta nó
nó cũng khá là dễ chịu hơn so với nước ngoài. Thì cái việc tiêm ngừa vaccine cúm ở nước ngoài đó thường người ta sẽ diễn ra vào các mùa. Ví dụ như các nước mà ở khu vực Bắc Bán Cầu, thời tiết nó lạnh, vùng ôn đới đó, thì cái dịch cúm thông thường nó sẽ diễn ra tầm khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 4, tháng 5 của năm sau. Thì khi đó người ta sẽ tiêm cúm mùa trước đó khoảng 2 tuần đến 1 tháng để cho có cái miễn dịch bảo vệ qua cái mùa cúm. Còn các nước nằm hẳn ở Nam Bán Cầu luôn, thì khi đó mùa cúm nó bị ngược lại, tức là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 đến tháng 9 năm sau, thì người ta sẽ tiêm cúm vào giai đoạn ngược lại. Ở Việt Nam chúng ta thì không may là chúng ta nằm ở ngay đường xích đạo, là giao nhau giữa hai khu vực Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu, nên cái dịch cúm nó xảy ra quanh năm. Do đó là chúng ta sẽ phải tiêm ngừa cúm bất kỳ cái thời điểm nào mà chúng ta thấy thuận tiện. Và cái lịch trình tiêm cúm mùa thì người ta khuyến cáo chỉ còn 1 năm một lần thôi. Tại vì người ta đã tiên đoán được cái chủng cúm cho cái mùa sắp tới là cái gì rồi. Đó, nên cái vaccine cúm nó thường cái hạn sử dụng nó chỉ là 1 năm thôi. Chúng ta tiêm xong và năm sau chúng ta, khi người ta đã dự đoán được cái chủng cúm cho cái năm mới, thì mình sẽ tiêm nhắc lại. Nó là cái lịch trình thông thường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta là những người đam mê du lịch, chúng ta đi xa, chúng ta hay thường xuyên đến những cái nước khác, thì chúng ta phải chú ý theo dõi thì cái vaccine mình tiêm á, nó có phù hợp với cái chủng cúm của cái nước mình đi du lịch đó hay không. Thì khi đó nếu mà chúng ta không có được phòng ngừa cái chủng đó thì chúng ta sẽ phải tiêm bổ sung. Và người ta cho phép tiêm sớm, có thể là 6 tháng, có thể là 8 tháng, tùy thuộc vào cái nơi mình đến, hoặc là cái tình trạng sức khỏe, hoặc là cái vấn đề bệnh lý về hô hấp của mình đang có. Thì khi đó những cái bác sĩ chuyên khoa về tư vấn về tiêm chủng, hoặc là bác sĩ về hô hấp sẽ tư vấn thêm cho mình về cái lịch trình tiêm ngừa cho nó phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Với trường hợp như bác sĩ nói là trước khi mình đến du lịch ở một cái đất nước nào đó, mình không biết là người ta thời tiết như thế nào hay đang có cúm gì không, thì chúng ta nên tiêm ngừa vaccine cho an toàn, đúng không ạ? Vậy thì nên tiêm khoảng bao lâu trước khi chúng ta bắt đầu đến đất nước đó thì vaccine sẽ phát huy được tác dụng ạ? Thì về nguyên tắc đó là chúng ta cần tiêm ít nhất tối thiểu là 14 ngày, tức là 2 tuần trước khi chúng ta đến một cái nơi nào đó mà nơi đó có nguy cơ. Tuy nhiên lúc nào sớm nhất cũng là tốt nhất. Thì khi chúng ta có một cái dự định, hoặc là chúng ta biết, cảm thấy mình cần thiết để tiêm ngừa vaccine, thì chúng ta hãy nên đi tiêm ngay. Tại vì sau khi mình tiêm nó đã có hiệu quả sau đó 2 tuần rồi, nên nếu chúng ta tiêm sớm á thì cái hiệu quả nó vẫn còn kéo dài. Chứ chúng ta đừng có để tới gần đó mình canh gần sát ngày chúng ta mới tiêm, thì khi đó nó sẽ có nhiều việc có thể chúng ta quên đi luôn. Nó sẽ là nguy hiểm nếu mà chúng ta lỡ đến một cái nơi nào đó mà chúng ta nhiễm cúm, mà đôi lúc nhiễm cúm nó sẽ tiến triển nặng hơn, và cái gánh nặng về y tế và kinh tế nó sẽ nhiều hơn cho chúng ta nếu mà chúng ta không ở Việt Nam và là cái nơi nào đó chúng ta không quen thuộc. Vậy thì đối tượng nào sẽ là một đối tượng cần thiết để tiêm ngừa cúm mùa hàng năm ạ? Về đối tượng là dành cho tất cả chúng ta, từ người cao tuổi, người trưởng thành đến trẻ em. Chỉ cần từ 6 tháng tuổi trở lên thì theo khuyến cáo của Trung tâm Nhiễm khuẩn Hoa Kỳ là chúng ta đều cần tiêm ngừa cúm hết. Và đặc biệt những đối tượng mà có khả năng tiếp xúc với những người có nguy cơ bệnh càng nhiều thì chúng ta sẽ cần tiêm ngừa nhiều hơn. Ví dụ như là MC chẳng hạn, tiếp xúc nói chuyện với rất là nhiều người hàng ngày thì chúng ta sẽ cần thiết. Ngoài ra là những người có nguy cơ, ví dụ như là trẻ em thì cái hệ thống miễn dịch chưa có đầy đủ, hoặc là người lớn tuổi, hoặc là những người có bệnh lý nền thì chúng ta sẽ cần phải tiêm ngừa. Những người trẻ thông thường chúng ta có sức đề kháng rất tốt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cần phải chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, hoặc là chúng ta giống như Ngọc Nhi là tiếp xúc với rất nhiều người hàng ngày thì cái nguy cơ chúng ta bị nhiễm cúm cũng rất là lớn. Nên thành ra là thôi, chúng ta tất cả đều nên tiêm cúm và tuân thủ lịch trình là mỗi năm một lần là tối thiểu. Những kiến thức vừa rồi cũng đã giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về cúm mùa, về mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng tránh và hiệu quả của việc tiêm vaccine. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo để cùng lắng nghe những lời khuyên để phòng tránh cúm mùa nhé. Các phương pháp chủ động phòng tránh cúm mùa. Tiêm vaccine cúm, đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, đặc biệt đối với trẻ em, người già, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai. Vaccine cúm giúp cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại virus cúm, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch ít nhất 20 giây, đặc biệt sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với người bệnh. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. Vệ sinh mũi họng. Sử dụng nước muối sinh lý để súc họng và rửa mũi hàng ngày giúp loại bỏ virus cúm ra khỏi cơ thể. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che miệng khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác có nắp đậy. Giữ ấm cơ thể. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Tránh tiếp xúc gần với người bị cúm hoặc trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Nếu phải tiếp xúc, hãy đeo khẩu trang y tế. Vệ sinh môi trường sống. Thường xuyên lau chùi và khử trùng những bề mặt thường tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn ghế, điện thoại di động. Hãy chủ động phòng tránh cúm mùa ngay hôm nay.
lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ vì đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn Ngọc Nhi, cảm ơn quý vị khán giả. Thì hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đó thì sẽ có một cái nhận định đúng đắn hơn nữa về bệnh cúm mùa cho quý vị khán giả, và chắc chắn là hy vọng là trong tương lai MC Ngọc Nhi cùng quý vị khán giả sẽ đến tiêm ngừa, để chúng ta đồng lòng cùng nhau tạo một cái hệ thống miễn dịch tốt cho cả Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.